Shop đồng hồ hay kính chào quý khách. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một siêu phẩm của thương hiệu Seiko. Đây là một mẫu đồng hồ treo tường. Phiên bản này là chuyên xuất đi châu Âu của thương hiệu Seiko nha các bác. Vì các bác có thể thấy cái đường nét khung gỗ của nó có một phong cách cổ điển. Toàn khung trước này là khung gỗ nha các bác. Trên mặt này là hoa vân gỗ hết. Ở mặt trước các bạn có thể thấy nó có một vòng xoay pha lê này. Vòng quay này thì luôn luôn chuyển động nha các bác. Còn mặt số của nó tròn giờ là nó sẽ điểm nhạc và xoay mặt số. Em sẽ bấm test thử. Mẫu này thì được tích hợp với list nhạc rất nhiều bản nhạc hay nha các bác. Những tiếng nhạc du dương cực kỳ thú vị luôn. Đặc biệt là dòng này cũng kết hợp với mắt cảm biến. Buổi tối các bác tắt hết đèn đi là nó cũng sẽ tự động ngắt nhạc. Phải nói dòng này rất khó săn trên thị trường nha các bác. Bởi vì dòng này bản này chỉ xuất đi châu Âu thôi. Nên ngay cả thị trường Nhật để mua được những chiếc này cũng khá là khó. Mặt số xoay cực kỳ đặc sắc luôn. Mẫu đồng hồ này thì kết hợp một list nhạc hơn 50 bản nhạc nha các bác. Phiên bản khung gỗ cực kỳ chắc chắn. Chiếc này có kích thước chiều cao là 46, ngang cũng tầm 42 xăng nha các bác. Vâng, em xin cảm ơn các bác đã theo dõi. Các bác nào yêu thích mẫu này thì cứ inbox cho em nhé. Shop em vẫn còn rất nhiều sản phẩm độc lạ. Các bác yêu thích mẫu nào thì cứ nhắn tin cho em. Vâng, em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các bác trong các mẫu đồng hồ tiếp theo.